Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến có bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 2.398 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 104,22 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 67.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,242% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 79,9 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần do đồng bạc xanh tăng giá, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm số liệu kinh tế của Mỹ và bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này để làm rõ hơn về thời điểm cắt giảm lãi suất. Cụ thể, đồng bạc xanh tăng giá đã khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Theo ông Jeff Lestian, đối tác quản lý của tập đoàn CPM cho biết, thị trường vàng đang giao dịch khá trầm lắng trong phiên ngày hôm nay trong bối cảnh các nhà giao dịch đang theo dõi xem những thay đổi về ứng cử viên tham gia chạy đua vào Nhà Trắng có ý nghĩa gì đối với cuộc bầu cử và đối với đất nước và thế giới nói chung. Trong ngày 21 tháng 7, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã thông báo rút khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Theo Hona Cornell, một nhà phân tích của StoneX cho biết, vẫn còn quá sớm để xác định vị trí của vàng, song nếu ông Donald Trump giành chiến thắng, về lâu dài điều đó có thuận lợi hơn cho vàng, do ông Donald Trump có chính sách cũng như chiến lược được xem là sẽ hỗ trợ cho vàng, trong khi chính sách đối ngoại của ông Harris vẫn chưa được xác định rõ ràng nên điều đó có lợi cho vàng hiện tại nhưng có thể không phải là trong dài hạn. Thị trường hiện tại đang tập trung vào số liệu tổng sản phẩm quốc nội hay gọi là GDP của Mỹ trong quý 2 được công bố trong ngày 25 tháng 7 cũng như số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE công bố trong ngày 26 tháng 7. Theo công cụ FedWatch của Simmer, thị trường tiền tệ đang hoàn toàn đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ sở trong tháng 9 tới đây. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Vàng đã từng đạt mức giá cao kỷ lục là 2.483,6 đô la Mỹ trên một ounce trong tuần trước do khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng lên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay, cơ quan này và các bên liên quan đang điều tra quyết liệt nhằm ngăn hành vi thao túng, lũng đoạn trên thị trường vàng. Cụ thể, tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm tổ chức trong ngày hôm nay 23 tháng 7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã công bố nhiều thông tin nổi bật của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2024. Theo Phó Thống đốc, 6 tháng vừa qua, dù nền kinh tế chứng kiến nhiều sự phục hồi trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, bởi hệ quả của 2 năm đại dịch COVID-19 vẫn còn dai dẳng chưa khắc phục được, căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến điều hành vĩ mô của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành theo kinh nghiệm của những năm trước đây, nhưng có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới nhằm đảm bảo hai mục tiêu quan trọng nhất, đó là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo ông Đào Minh Tú nói, còn với thị trường vàng, giá vàng SJC cao hơn thế giới khá nhiều. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sau 9 phiên đấu thầu không hiệu quả, chưa kiểm soát được giá vàng miếng SJC, chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hướng sang bán trực tiếp thông qua 4 ngân hàng thương mại quốc doanh, tạo ra chênh lệch phù hợp. Tuy nhiên về lâu dài, làm sao để thực hiện sự bình ổn vàng không hề đơn giản. Phó Thống đốc nhấn mạnh và cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục có nghiên cứu để đưa ra chính sách phù hợp. Trên nguyên tắc này sẽ sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, ngăn chặn tiêu cực trên thị trường vàng, bình ổn thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước đang thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu cơ lũng đoạn trên thị trường vàng. Trở lại với bảng giá vàng chi tiết, giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay giảm mạnh 500.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua vào có thương hiệu giảm tới 1 triệu đồng trên lượng. Cụ thể, trong phiên trưa nay, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào ở mức 77,5 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,5 triệu đồng trên lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giảm 1 triệu đồng trên lượng mua vào, 500.000 đồng trên lượng bán ra, quay về vùng giá 77,5 triệu đồng trên lượng mua vào, 79,5 triệu đồng trên một lượng bán ra.
Cùng với xu hướng này, công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 77,7 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 79,5 triệu đồng trên lượng, thấp hơn cuối ngày hôm qua 800.000 đồng trên lượng chiều mua và thấp hơn 500.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Giá vàng miếng SJC đã giảm khá mạnh sau khi mà Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng miếng trong ngày hôm nay, 23 tháng 7. Căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, giá bán ngày hôm nay là 78,5 triệu đồng trên lượng. Mức giá này giảm 500.000 đồng trên lượng so với thời điểm ngày hôm qua. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giá bán vàng miếng SJC trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn phiên này điều chỉnh giảm nhẹ với giá nhẫn một số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 75,75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu thì không có thay đổi, đang mua vào mức 75,88 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,18 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào mức 75,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,15 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.127 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.477 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.700 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 40 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Giảm 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một triệu chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, giảm 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hà Nội. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, giảm 100.000 ở chiều mua, 50.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000, giảm 100.000 ở chiều mua, 50.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.770.000, bán ra 7.950.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 50.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 7.850.000, bán ra 7.950.000, giảm 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp theo là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 500.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. STC Huế, Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.750.000, bán ra 7.950.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.575.000, bán ra 7.715.000. Vàng bốn số 9 mua vào 7.565.000, bán ra 7.675.000. Vàng 24K mua vào 7.399.000, bán ra 7.599.000. Vàng 18K mua vào 5.521,8.000, bán ra 5.771,8.000. Vàng 14K mua vào 4.240.000, bán ra 4.490.000. Vàng 10K mua vào 2.965,8.000, bán ra 3.215,8.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.